Miền Tây mùa này thường có mưa nhiều và dai dẳng. Vậy mà mẹ con chị Ngân vẫn dầm mưa hái chanh khi có một nhà vườn đồng ý tặng. Khi Cần Thơ bùng phát dịch, họ chạy đôn chạy đáo, lúc thì gọi điện cho bà con xung quanh, lúc lại lên mạng xã hội xin rau củ quả. Công việc cứ thế kéo dài mấy tuần qua, dù chẳng ai nhờ vả. Mình cứ nghĩ cái khổ của người khác mà mình cố gắng, mình không biết mệt, đi cả ngày luôn á. Khi mẹ con người gom nhau chỉ đi ăn miếng mì để ghét cho nó rồi. Không chỉ chị Ngân mà những đứa con cũng sẵn lòng tham gia với mẹ. Chưa từng chèo xuồng, chưa từng vác nặng, nhưng các em chẳng ngại dầm mưa chải nắng đi tìm nguồn rau củ quả. Thì hai ghét cho kịp chuyến xe chung đồ với bà con luôn á chị, để gom cho đủ đồ, đủ hàng đồ đi một chuyến cho nhiều nhiều để hỗ trợ bà con ngoài. Người ta cũng chờ bên em đồ. Phú cũng chính là người làm cầu nối cho mẹ biết đến chuyến xe yêu thương. Đến nay, mẹ con chị Ngân đã gửi gần 3 tấn rau củ quả đến tận tay bà con nơi phong tỏa ở các quận nội thành. Điều đáng quý là tinh thần sẻ chia ấy đã được bà con nhà vườn hưởng ứng nhiệt tình. Thì giờ mình để cũng như cái lòng hảo tâm mình, cũng như bà con người ta bên Mạnh Thường Quân người ta quan tâm tới những cái nhà vườn, thì nhà vườn bây giờ phải lấy bằng cái tinh thần của mình để đóng góp cho bà con, cho nó qua cái thời buổi của dịch Covid này đi rồi nữa, rồi từ từ rồi mình tính sau. Một người làm việc tốt sẽ lan tỏa cho nhiều người. Với một ít rau củ quả, bà con nhà vườn chỉ mong san sẻ phần nào khó khăn, giúp cuộc sống ở các khu phong tỏa trôi qua nhẹ nhàng hơn.